Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần này, nhà văn khai thác sâu về cuộc sống của gia đình Nam và Thảo. Hai người lính đã bước ra khỏi chiến tranh với một tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc. Nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, đối diện với những thay đổi chóng mặt của cơ chế, họ sẽ xoay sở ra sao? Sự đan xen giữa quá khứ và hiện đại đã tạo nên những lát cắt hấp dẫn cho câu chuyện. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến. Tớ đã sắp tâm quay cái phố này như quay toàn bộ cái xã hội Việt Nam đương đại. Nhưng sếp mới chỉ nghe tớ trình bày ý đồ đã giật mình thon thót lên, rồi thì còn non nước cái mốc gì nữa. Lấy vợ đi, Nam ngắt lời bạn bằng một câu thật đầm. Cái gì? Bình ớ ra. Tối qua Loan nó đến chơi, có hỏi thăm cậu đấy. Là dân Việt chiết, nhưng nó lại thích cái nói năng cái gì cũng đầy đến tận cùng của cậu. Nó bảo cậu có duyên, con cá tính hay là cái tính cách gì đó, nó khen cậu đấy. Khen à? Bình nhướn mày, kéo dài giọng ra rồi im bặt. Lâu nay cứ nhắc đến tên cô gái ấy là con người coi trời đất như là mẹt bún ốc kia lại thoắt trở nên ngọng nghịu. Ẩn sau cái vẻ ngoài ngang ngạnh và khinh bạc đó, cả Nam và Thảo đều biết rằng trong lồng ngực của Bình vẫn đang đập cái nhịp đập lành hiền và yếu đuối. Sau cái lần cô vợ sắc nước, vốn là diễn viên kiêm làm thơ, dứt khoát đòi chia tay với lý do con người anh làm tình nhân thì được, nhưng làm chồng thì không. Trái tim ấy bị thương tổn nặng nề và không bao giờ thích ai đó nhắc nhở đến chuyện vợ con gì nữa. Không vợ con gì hết. Bình đột ngột đứng dậy, đứng hơi kiễng nhưng chỉ chạm cầm bạn. Hai người mà còn mở miệng nói đến chuyện ấy nữa là tôi báo cảnh sát bắt liền đấy. Ấy là tôi đang bắt chước câu nói của một nàng ca sĩ nhạc nhẹ danh tiếng, có anh chồng làm chủ tịch phường. Nếu anh còn máy mồm hỏi tôi về cái chuyện vào đảng một lần nữa là tôi báo cảnh sát đó. Thảo bật cười rũ ra để rơi cả gói nhân trần trên tay xuống đất. Cái cười tươi tắn với đường viền môi màu hồng nhạt mềm mại, hàm răng nhỏ đều thật trắng của chị làm sáng ấm cả hai bộ mặt đàn ông khắc khổ. Thôi thôi, ông nỡ ơi, gớm, đàn ông đàn an gì mà chuyện nào cũng in được vào đầu ấy. Chợt Trọng Bình nhìn sâu vào mắt Thảo hỏi, có chuyện gì phải không? Không, làm gì có chuyện gì? Có. Ánh mắt vốn rất tĩnh lặng của bà hôm nay thấy bồn chồn lắm. Chà, trời phú cho tôi cái tính khốn nạn là biết nhìn vào đáy mắt đàn bà để đọc được những suy nghĩ của họ. Thế là họ ghê sợ tôi, họ làm sao có thể chung sống với tôi? Thôi, về đây. Thơm hộ má bé Điên Thảo một cái nhá. Kìa kìa, chồng nó phụng phịu, đặt tay lên má mới dễ ghét chưa kìa. Đối với cô bé thiên thần này, cho phép mình nói thật nhé. Hai bạn, dù có phải đi ăn mày ăn nhặt, dù có phải đi giết người cướp của, cũng không có quyền để nói đói khổ. Chào. Ra đến sân rồi, bỗng Bình lại đi thụt vào, cầm tay Nam lôi nhẹ ra hiên thì thào. Có phải thằng cha kia ở khu mình không? Làng vàng suốt. Nam chúa mục nhìn sâu vào bóng tối, dàn dạt tiếng gió. Trong nhập nhòa, đôi mắt bị lão hóa sớm của anh chỉ giúp anh nhận ra được một gã trai dáng người cao, vai hơi gù, vận quần áo màu xám, tóc tai xõa sợi. Đang bước thấp bước cao dọc các dãy nhà, thỉnh thoảng lại dừng lại như nghe ngóng, như dòm ngó điều gì, rồi dần dần mất hút. Không, Nam lắc đầu, ai đấy? Người ta bảo mấy tối nay thường thấy hắn làng vàng ở đây, dám trộm lắm, bảo cô ấy đi ngủ.
nhớ khóa khuấy cửa giả cho cẩn thận đấy. Nói xong, vị đạo diễn nhủi mình biến vào con đường lầy lội, dấu vết của trận mưa hồi chiều chạy giữa khu tập thể. Cái tiếng nói du dương, nửa nam nửa nữ còn cau nhau vẳng lại. Mẹ khỉ, giữa thủ đô mà đường xá như là đường làng ấy, trận mưa nữa chắc thành ao. Người ta bỏ quên cái khu gia binh chết tiệt này từ bao giờ. Ấy đấy, cái quần vừa mới giặt xong. Đêm đã về khuya, đêm mùa đông Hà Nội sâu hun hút, khiến cho những kẻ mang tâm hồn sôi động nhất cũng bất giác tĩnh lặng lại mà hướng mọi suy nghĩ trôi ngược vào trong mình. Thấy vợ vẫn đứng ở mái hiên tân ngân, nhìn sang căn hộ đóng trái cửa bên cạnh, anh buông cây bút vẽ hỏi nhỏ. Nhà anh Thành đi đâu hết mà im lìm vậy em? Trong bệnh viện. Tiếng chị thoảng nhẹ. Sao? Anh Thành ốm à? Hay chị ấy? Hồi tối anh vẫn còn nghe thấy tiếng kèn vọng sang cơ mà. Đấy là người cháu sang trong nhà hộ, nó thổi. Thằng bé con anh ấy bị ốm. Khổ thân, hai vợ chồng sống nghèo quá, còn nghèo hơn cả nhà mình. Cả hai đều mong mỏi thằng bé học thật giỏi, nhất là môn sinh ngữ và vi tính, để hy vọng sau này sẽ có một cái nghề sang trọng nhiều tiền. Sửa chữa lại sai lầm cùng những bất hạnh của cha mẹ nó. Nhưng thằng bé lại mải chơi, tháng nào cũng đội sổ. Mấy tháng trước, em thấy anh ấy đi công tác về có vẻ buồn lắm. Gọi em ra bàn, nói như khóc rằng, nếu ông nội nó cả đời theo cách mạng, đến nay đã hơn 80 tuổi còn lận đận, được cái thâm niên 60 năm tuổi đảng, còn có hơn 30 năm đã hớn hở đi khoe khắp xóm. Nếu bố nó gần 50 tuổi đầu mà muốn mua một gói thuốc lá cũng phải cân nhắc cả đêm, thì đến đời nó, tới 30 tuổi, làm sao đó phải được bước khoan thai trong cuộc đời này. Rồi sao? Anh thấy mặt thằng bé sáng sủa, đầu óc cũng đâu có đến nỗi. Thế mới nên chuyện. Thấy bố khóc, mẹ cũng khóc. Lần này thằng bé chợt tỉnh ngộ hẳn. Nó bắt đầu lao vào học, học như một đứa mộng du. Nửa đêm thức giấc mà em thấy đèn bên ấy vẫn còn sáng. Mẹ nó bảo thằng bé học trội hẳn lên. Nhưng lấy gì mà ăn ngoài hai bữa cơm sau mỗi ngày nên nó dần dần kiệt sức. Đến kỳ thi chuyển cấp đã yếu lắm nhưng nó vẫn không chịu nghỉ và gục xuống ngất ngay trong lớp. Thường quá. Chiều qua em vào thăm, thấy nó còn đang truyền huyết thanh và đôi môi nứt nẻ vẫn cố thều thào. Bố ơi, bố về đi. Sang năm con sẽ thi lại, thi thật giỏi, sẽ đi học nước ngoài, sẽ vào những cơ quan kinh tế quan trọng, sẽ kiếm thật nhiều tiền để khỏi khổ như là bố mẹ. Anh ấy chỉ im lặng gật đầu, đưa cây kèn harmonica lên miệng theo yêu cầu của con mà nước mắt trào ra. Anh biết anh Thành thổi bài gì không? Vẫn cái bài tối tối vọng sang nhà mình, bố thổi con hát. Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, nghe ấm lòng những khi... Em khóc đấy à? Chị khẽ dùng mình trong tay anh và vội nói. Như nếu như không nói bây giờ thì không còn dịp nào đủ can đảm để nói nữa. Anh à, sáng nay em đã quyết định ghi tên xin đi lao động sang Đức. Vòng tay ôm của anh sững lại. Thế là điều linh cảm đã xảy ra. Như bị một cú hích hiểm vào mạng mỡ. Anh gừ một tiếng trong cổ rồi lẳng mắt ra ngoài bóng đêm lặng lẽ không nói gì. Cho em đi nhé. Tiếng chị cồn cào nóng hổi. Chỉ 3 năm thôi. Khi trở về, cuộc sống của chúng mình chắc chắn sẽ khá hơn. Em sẽ dành dụm, sẽ học thêm, sẽ giữ mình. Tin em đi. Em không thể ngày ngày nhìn con sống mãi trong cảnh này. Nhá, cho em đi nhé. Anh gừ một tiếng nữa trong cổ, như con thú bị thương, rồi lẳng lặng trở vào nhà, mặc quần áo đi ra cửa. Anh cần được ở một mình. Trời càng về đêm, càng chuyển lạnh. Trên mặt đường, người người đi lại đã vắng lắm. Khúc đời, bánh khúc đời. Tiếng dao trộn vào gió, nghe cô quạnh quá. Nam thoáng rùng mình. Cũng một đêm gió lạnh se se như thế này, trong một cánh rừng khộp trụi lá, cách đây vừa tròn 17 năm, anh đã gặp chị.
Hồi ấy, anh là đại đội trưởng công binh vừa ra trường, tuổi đời chưa đến 25, thân thể cao to như một cầu thủ bóng rổ, lông mày rậm, mắt xếch sáng, đầu cắt bốc, chân râu xanh rì khắp mặt. Đồng đội gọi anh là con cá kình trên một khúc sông trọng điểm. Bộ tư lệnh ghi nhận anh là một sĩ quan đa năng, có kỷ luật, bất cứ tình huống hiểm nghèo nào cũng biết cách hoàn tất công việc một cách trọn vẹn tươi tắn. Dường như tố chất con người anh sinh ra là để dành cho những hành động bạo liệt. Chị là bác sĩ trên bộ tư lệnh, xuống thị sát hiện trường, vốn được cánh lính chiến, dì tai nhau. Đấy là thầy thuốc đẹp nhất, duyên dáng nhất, có giá nhất và trẻ nhất trong toàn binh chủng. Điều đó có đúng thật không? Chẳng ai cần biết và cũng chẳng ai làm trò đi chứng minh. Trong bom đạn mù trời, trong những thân thể trai trẻ không ngày nào không bị đốn ngã xuống thành những nấm mồ côi cút mọc giữa rừng. Một thoáng bóng hình con gái đã là đẹp, đã là gợi lên trong lòng người lính biết bao điều xốn xang sâu thẳm rồi. Huống hồ, đây lại là một cô gái mảnh mai, một cô gái Hà Nội đàng hoàng. Cô có mặt ở đâu là ở đấy hệt một phép màu dịu ngọt, mọi cái ác liệt bỗng mềm đi cả những thân khộp khẳng khiu nham nhở. Chiều chiều chọc thẳng lên bầu trời như một quần thể những tượng đài tím bầm. Ngọn lửa bom và làn ánh sáng lãng mạn từ cô tỏa ra, ngao trộn, xung đột nhưng lại đồng nhất không phân biệt được. Người ta săn đón cô, đua nhau làm đẹp lòng cô và tự làm đẹp cả cái dáng bụi bậm thô ráng của mình. Cô bỗng hóa thành cảm hứng chiến đấu của nhiều người trong nhiều khoảnh khắc. Có người lính trước lúc nhắm mắt đã dặn lại: các cậu đừng để cho cô ấy chết, cô ấy không được chết. Người lính khác nằm võng cáng trên đường trở về trạm xá bảo: cô ấy đến đây cho mình nhìn một tí thôi là khỏi ngay, chẳng cần phải cáng đi đâu rắc rối. Và ngay cả nhà quay phim Nguyễn Trọng Bình lúc đó đang nằm tại đơn vị, nổi tiếng là một người xông xáo, chuyên cười khẩy vào trái tim phụ nữ cũng phải thốt lên: à đẹp thật. Giáo trọi những cái gì có được ở ả đều dồn tụ vào đôi mắt nai tơ và cái miệng cười có những chiếc răng trắng muốt như những hạt nếp non cứ muốn rứt ra chấm vào muối ớt nhậu chơi. Chỉ có anh. Vâng, chỉ có anh vẫn hồn nhiên như cây cỏ, vẫn ồn ã nắng gió như không hề hay biết có cô ở đây. Nói năng bạm trợn, vui chửi tục, cáu cũng chửi tục. Hồi sáng vừa thét lác om sòm, thậm chí dứ dứ cả nắm đất to tướng vào mũi lính, nhưng chiều xuống đã ngồi hóa đá, nước mắt nước mũi chảy tràn xuống tận cằm bên nấm mồ đồng đội mới đắp. Con người ấy, tính cách dữ dội và khoáng đạt ấy đã đập mạnh vào cảm nhận của cô. Một cô gái rụt rè, ưa suy tưởng, thích giấm dứt trong âm thầm hơn là bộc lộ ra ngoài và còn lưu giữ không ít những điều mơ mộng trong đầu. Hai con người, hai sắc thái đối lập nhau, đòi hỏi bổ sung cho nhau ấy, dứt khoát sẽ hòa nhập, nhưng có thể lại xa nhau, giống như là trăm ngàn sự gặp, rồi lại xa tất yếu trong tao loạn, nếu không có cái buổi tối mưa rừng, xem ra có vẻ chứa đầy yếu tố ngẫu nhiên đó. Kiểm tra và điều trị xong, một căn lán bệnh binh bị sốt rét ác tính nằm sâu trong rừng thuộc đại đội anh, cô đã mệt rũ. Ngoài trời, tiếng đôi chim tử quy gọi nhau thảm thiết báo đã sắp nửa đêm. Anh gợi ý cô nên nghỉ lại. Cô bảo phải về để ngày mai còn theo xe ra bộ tư lệnh sớm, trễ hẹn một tuần rồi. Đường lên trung đoàn bộ phải mất 2 tiếng cắt rừng. Anh ngỏ ý được đích thân đưa cô đi cho đảm bảo. Cô chỉ nhìn xuống tấm dù pháo sáng anh mới tặng cô hồi chiều, không nói gì. Đi được nửa đường, trời bỗng đổ mưa to, mưa rừng tăm tối như là trận mưa cuối cùng của ngày tận thế. Có mỗi tấm vải nhựa, anh dứt khoát nhường cho cô lại đẩy cho anh, và rốt cuộc cả hai đều ướt sũng. Đi mà nghe được cả tiếng quần áo sột soạt trên thân thể nhau. Lo cô cảm lạnh và nhất định cái vóc dáng tiểu thư mỏng may kia sẽ bị cảm lạnh. Anh buộc lòng phải kéo cô vào một căn lán chống tuềnh chống toàng, vốn là cái kho gạo bỏ hoang lâu ngày của một đường dây hậu cần nào đó.
lạnh quá. Gió thổi thông thốc, đem theo những hạt mưa buốt nhói, đập vào những kẽ phên tre, phên nứa đã mụn vụn. Toàn thân cô run lên, hai hàm răng va vào nhau từng chập. Những hạt bắp nếp non đang va nhau đến nát ra mất. Anh xót xa nghĩ thế và vội vàng đi cua lấy cua để ít cành khô củi mục còn sót lại vun đống. Tiếng bật lửa vang lên ẩm ướt và ẻo uột. Rồi ngọn lửa cũng yếu ớt hực lên, ngọn lửa màu hồng. Hai gò má tái nhợt của cô cũng ánh hồng theo những lần vài quần áo dính sát vào thân thể mãi không chịu bong ra. Lửa nổ thơm nồng. Đôi mắt to rực lửa sáng lúng liếng. Đẹp thế. Lần đầu tiên, anh chú mục nhìn kỹ cô để trong cái đầu vô tư khoáng đạt của anh cũng lần đầu tiên nảy nở một điều băn khoăn. Không hiểu cô đẹp thật hay là mưa gió đêm rừng lửa táp làm cho cô ấy đẹp nhỉ? Lạ nhỉ? Viền sáng trên má, trên tóc, trên cổ, trên bờ vai, mảnh nhỏ như là vai thiếu niên, nơi cô cứ ánh xanh lên biến ảo như một chớp lửa bom lân tinh dồn tụ vào. Và khuôn ngực nhu nhú căng tròn trong làn vải áo đang khô dần kia nữa. Anh chợt nhớ đến câu chuyện của một nữ thần rừng ma quái và đa tình ngày xưa nghe bà nội kể và bất giác ngồi nhích trở lại. Anh sợ. Nữ thần rừng khẽ ngước nhìn anh. Viền lông mi cháy sáng xôn xao bối rối và chớp nhẹ. Cô nhìn thấy lửa táp vào bộ ngực vuông vức có một vết sẹo to tướng của anh. Vết sẹo bóng lên phập phồng như đang ứa máu. Khuôn mặt anh trong suốt như khuôn mặt một đứa trẻ, nhưng lại rắn đanh như là thớ gỗ trên những bức tượng dựng giữa rừng của người Tây Nguyên. Cái thớ gỗ quánh đặc có linh hồn ấy đang hiện diện rất gần cô, gần lắm. Nhịp thở của cô bỗng dồn lên. Hai tiếng động dạo dực bung mở của cái cơ thể cường tráng kia truyền sang. Kìa, ngồi gần vào chỗ ấm đi anh. Cô nói nhột nhạt. Cậu bé to xác vẫn bất động, thậm chí còn nhích xa hơn tí nữa. Nếu thế, em cũng không thèm sưởi đâu. Cho cả hai cùng chết rét, biến thành hai con ma rừng luôn. Anh nhích lại, bắp thịt ở ngực, ở đùi rung lên. Cô cong môi lắc đầu. Thì nhích chút nữa, vẫn lắc đầu. Anh buộc nhích sát đến lửa, nhích sát đến cô. Lửa cười, hay em cười, tí tách, rung rinh, nhảy nhót. Những mảnh vải ướt đã bong ra ở vai, ở ngực, ở chắc ẩm lắm. Pháo nổ cây bông, căn lán nở hoa cà hoa cài. Toàn thân anh cứng đờ, ngưng động và nóng nhức. Đứa bé sắp bị vứt xuống biển. Ngừng thở, váng vất, khổ quá, lạ quá. Mái tóc thả dài có viền lân tinh ngả nhẹ vào vai anh, tê dại, tựa như một chiếc chảo nóng, như một hàm răng cá nhám áp vào lún sâu. Những chiếc răng bắp nếp xinh xinh đang cắn vào vai anh lúc này để mãi về sau, mỗi lần được chung đụng, người con trai lại vòi vĩnh, thèm nhớ đòi được cắn nữa. Anh, sao thế? Hơi thở thơm mùi lửa, tiếng nói có gió rừng lẩn bên trong. Anh ghét em, anh không thèm nói chuyện với em. Anh chết rồi à? Thế, Nam ơi, tay anh sao lạnh thế? Để em sưởi ấm cho. Đừng, cứ để nguyên. Em cho mà, Nam. Đã có ai đem lòng yêu thương anh chưa? Môi anh khô se lại, bàn tay đặt trên bộ ngực cô như là rơi rụng đi đâu rồi. Chân tóc nổ rôm rốp, bàn chân đã chìm vào lửa mà vẫn lạnh, vẫn run. Tiếng cười khúc khích, hay gió lùa qua vách nữa. Cái anh chàng ngố khổng lồ của tôi, sao anh cứ nhìn em trừng trừng, như nhìn yêu ma quỷ quái đang dụ chàng vào đây để ăn thịt thế? Nhát, ghét ghê. Thế là sức kìm nén trong trái tạc đạn sắp được rút chốt. Anh gừ một tiếng trong cuống họng, giống như con thú bị chẹt cổ rồi cố gắng ấn chốt tạc đạn trở lại bằng cách lôi cô đứng phật dậy. Có lẽ ta nên đi thôi, ngớt mưa rồi, đồng chí bác sĩ. Anh không nhận ra chính cái tiếng nói ồn ào hàng ngày của mình. Cô gái danh mãnh nhận ra điều ấy, cái môi trên lại cong lên. Không, em không đi.
đang mưa âm âm thế kia mà lại bảo người ta ngớt. Em thích ở đây hơn. Nếu muốn, đồng chí đại đội trưởng cứ tự nhiên đi một mình. Nhưng mà sáng mai đồng chí đã... Không nhưng gì cả. Tôi nói là tôi thích, thế thôi. Khuôn cẩm cô hơi nhếch lên, ánh hồng miệng. Đôi mắt ngập tràn tàn lửa nhìn thẳng, nhìn lâu, thách thức và hãi sợ, bướng bỉnh và yếu đuối, đòi hỏi được nương tựa chở che. Trái bom tọa độ ở đâu, nháng lửa, nổ, rọi trong đầu. Khoen chốt, cái tạc đạn đã văng bật khỏi cán. Chết mất thôi. Một suy nghĩ hấp hối cùng với bản năng tự vệ ngọt ngào đã khiến gã trai ngoại thành lần đầu tiên tiếp xúc với phụ nữ chấp chới vươn tay ra, chụp vội cái vầng sáng ấy để mong đừng tan xác. Khoảnh khắc bồng bềnh đó, hai con người trẻ trung chỉ còn kịp trải vội miếng dù pháo sáng xuống nền đất ẩm ướt, rồi vội tan biến, không hay, không biết gì nữa. Để rồi vào lúc tiếng đôi chim tử quy nấc đến gọi nhau vô vọng lần chót cùng, họ trở dậy ngỡ ngàng, hiểu hết thầy nhưng cũng thực sự không hiểu gì. Trên bả vai anh chi chít những hình răng rớm máu. Trên tấm dù cũng thoáng vương một vệt màu đỏ tươi. Cô khóc, nhìn đăm đăm vào đấy mà khóc ngon lành để trở ngược lại thành một cô bé đang tủi thân tủi phận. Còn anh... Cậu bé ngố hồi nãy lại thoát trở thành một chàng dũng sĩ đứng như trời trồng, mặt mày nhăn nhó khổ sở với cái vẻ của một người vừa làm nên một tội lỗi tày đình. Trời trạng vạng sáng, mưa ngớt lửa tàn, rừng xanh biếc cái màu xanh rùng rợn. Sắp đến giờ chúng nó thả bom, lát nữa có thể chết, chiều nay có thể chết, ngày mai có thể chết. Nước mắt anh bỗng trào ra. Trời ơi, lúc này đây, anh sẵn sàng nhà đạn, giết ngàn quân để bảo vệ cái sinh mệnh nhỏ bé đang thổn thức kia. Anh Nam, cô gái nói qua nước mắt, anh đừng bỏ em nhé. Dù thế nào, anh cũng đừng bỏ em. Em chỉ có một mình anh, sẽ yêu anh đến chết. Và rồi sáng hôm sau, tại cửa rừng hoang tàn, một chiếc Comanca xanh ngắt lá ngụy trang xịch đến và đưa biến cô đi. Đi luôn, đi mãi, như cái đêm lửa rừng hôm qua chỉ là một ảo ảnh. Bác giỏi thật đấy. Em cứ xin thua bác một cái đầu. Sống thế mà bác vẫn viết được, mà viết cách nào cũng ra tấm ra món cả mấy khiếp chứ. Tiếng bình bỗng vang lên vọng vít ở đâu đây. Nam hơi giật mình dừng lại. Phía trước anh bên kia đường, dưới ánh đèn dầu leo lét của hàng chè chén bán khuya, Bình đang khoa chân búa tay với một ai đó. Người này dường như không mấy để ý đến câu nói của Bình, vẫn tiếp tục gõ những ngón tay một cách say sương xuống mặt bàn để đệm nhịp cho một làn điệu chèo do chính ông đang hát bằng một chất giọng khàn khàn nhưng thật đúng nhạc. Ở đời cốt ở chữ nhân. Khuyên ai rằng ở đời cốt ở chữ nhân. Rằng một đời đã chót làm hề thì xin ai chớ ơ quan, ơ ai. Cũng khuyên ai một đời đã chót làm quan thì xin chớ làm ơ hề. Quan hề quan y hi, kiếp người ơi a, rằng khuyên ai ở đời. Nam ngồi xuống thân cây cột điện đồ ở gần đấy, móc thuốc ra hút. Lâu nay, tự dưng anh không thích chỗ đông người, mà lúc này đây, anh càng không thể chịu nổi sự ồn ào. Anh khác với Bình, không vợ, không con, không nấu nướng. Một nửa thời gian là Bình lang thang ngoài phố và ngồi uống rượu trắng, nhấm với mấy củ lạc ở đây. Và nếu có bóng dáng Bình ở đâu, thì thường có bóng dáng ông nhà thơ kiêm soạn giả trèo một thời tên tuổi ở đó. Gần đây, anh có nghe nói ông Mục Kỉnh bày giấy má ra trước cửa cơ quan viết chữ Hán thuê cho người qua kẻ lại. Chữ ông đẹp như chính những làn điệu chèo của ông, nhưng người ta vẫn thường gọi ông là nhà thơ bất đắc chí. Cái gì ông viết ra cũng đều là tâm huyết, song người đời không mấy ai hiểu lại cho ông là kẻ ương gàn. Bình có lần bảo ông đang bị mắc chứng bệnh hiểm nghèo.
ông để chữ Hán cho thiên hạ để khuây nguôi đi căn bệnh ấy, hay để giễu đời để kiếm sống? Kiếm sống, Nam rụi đầu mổ thuốc xuống hè đường. Sao đi đâu, làm gì cũng va đập, phải cái gam mổ kiếm sống ảm đạm như thế này. Khát vọng sáng tạo, khát vọng hướng thiện. Giờ đây chỉ còn lại những tham vọng ruồng rã, cốt làm thỏa mãn cho được cái tiếng gào trống rỗng của dạ dày thôi ư. Thế thì buồn quá, hay là vui, là sự dịch chuyển đi lên tất yếu của cuộc đời. Hồi chiều, chị có nghe mấy ông cựu chiến binh già đỏ mặt mày cãi nhau kịch liệt về tình hình Đông Âu không? Khi đám cốc chén chai lọ trên mặt bàn thôi không rung lên lạch sạch dưới những ngón tay nhà soạn giả nữa, thì vị đạo diễn lên tiếng. Có. Sao cơ chú? Tính chị hẳn nước, hồn hậu. Cụ thì chửi góp ba chốp là tên phản đảng. Cụ lại cho rằng chính Ensign mới đáng đem ra bắn. Nhìn mặt cụ nào cũng buồn cả. Nhưng cái buồn nhất là làm sao sáng mai kiếm được vài trăm ngàn để đấu thầu được một chỗ trông xe đạp ngoài chợ tạm để tăng thu nhập thêm, thì chẳng cụ nào nói tới, hay là không muốn nói. Chuyện vặt nói làm gì? Gớm cái chú này, mồm miệng gì mà sắc thế? Chị Hàng cười nhẹ, rót thêm cho nhà thơ một ly rượu, lúc ấy đang lơ đãng nhìn lên bầu trời. Chị có biết cái tòa nhà 3 tầng cao chất ngất ở đầu phố xây sắp xong kia là nhà của ai không? Của ai? Chắc lại của một ông tướng có con làm giám đốc nào đó chứ gì? Sai. Của một tay đi tù 9 năm mới về. Nhà có 3 anh em, hắn là thứ. Người anh là viện phó một viện khoa học. Cô út là kỹ sư tốt nghiệp ở nước ngoài. Nhưng ngày ngày vẫn để cha mẹ về hưu, cắp bàn ôm ghế ra đầu đường bán xổ số. Về một cái, hắn mở ngay tuyến đường buôn biên giới hàng Nga đi, hàng tàu về. Chưa đầy 2 năm đã bắt bố mẹ ngồi nhà và un kéo thợ tới xây ngôi nhà này. Tuyệt vời chưa? Thậm chí phúc đức quá nhỉ. Chị Hằng nước hít hà và lại rót thêm cho ông nhà thơ ly rượu nữa. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 2 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 3 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.